dân hôm nay đi lên Nice mọi người ơi. Rồi hôm nay á thì mình được vẫn còn trong hai cái tuần nghỉ và con nên cả nhà dân kéo nhau đi lên Nice chơi. Cho mấy đứa nhỏ nó chơi chim. Ui con giỏi. Nhân đi lên Nice hoài nhưng mà chưa có bao giờ làm chưa có bao giờ làm cái video về thành phố Nice cho mọi người xem á. Hôm nay á là mình sẽ quay cái thành phố Nice cho mọi người xem nha. Hôm nay là cho mấy tụi nhỏ nó chơi, đi vô trong sân tập viên nó chơi Patino luôn á. Xong rồi mình quay cho mọi người xem. Cái hồ chè Ibis ở đây nó to lùng mọi người, dữ dằn nhỏ xíu à. Có xe điện kìa mấy đứa. Xe điện kìa mấy đứa, anh lên đây mới thấy xe điện á, chứ dưới mình không có xe điện. Mà con đâu thấy ba tên no gì đâu, thấy có mấy cái đồ chơi này không? Lâu lắm rồi mới đi lại cái chỗ này. Rồi xin chào mọi người, hôm nay cả nhà của Dân đi lên thành phố Nice. Thành phố Nice ở vùng Provence-Côte d'Azur để đi cái chợ Noel, đi coi cái chợ Noel này kia. Anh sống đi vô trong đường đây nè, thấy đường trong đây nè phải không? Không phải hả? Dân thì dân đi Nice nhiều lắm mọi người, nhưng mà mọi lần dân ít có quay phim, tại vì thường đi là đi shopping rồi đi công chuyện cho đi bệnh trị bệnh cho Mateo á mọi người. Lúc mà Mateo nó còn nhỏ đó, đi khám này khám kia cho nó đó, nên là mình ít có quay phim lại ở trong bìa nè. Sẵn hôm nay có dịp Noel, sẵn được nghỉ va căng 2 tuần đó mọi người, thì cả nhà của Dân đi lên đây chơi một chuyến rồi sẵn quay cho mọi người xem luôn. Đây là cái thành phố biển này nè. Thì cái thành phố biển Cancunis là một trong những cái thành phố biển là đẹp, được mệnh danh là những cái thành phố biển nổi tiếng nhất trên thế giới á mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái hội chợ này nha. Hội chợ Noel ở Nice nè. Rồi cả nhà Dân đã lên tới cái hội chợ ở trên Nice rồi. Thank you.
đây. Tưởng đâu đi lên đây cho tụi nó chơi được Barcelona mà hôm nay nó đóng cửa mọi người ơi, xui dễ sợ. Mà chết nó xui. À, bây giờ mình phải đi ngược về Cam rồi. Đi ngược về Cam cho tụi nó chơi, tại ở trên Cam 20 minutes con. Mà chết ơi. Rồi sẵn rồi thôi, không có Barcelona thì có dịp lên đây cả nhà mình đi dạo chợ Noel rồi đi mua cái gì ăn mọi người, đói bụng quá rồi. Trời ơi, sẵn dịp lên đây thì đi dạo vòng chơi cho vui. Siros kìa. Nè. Bây nhê Siros Banini khét gì kìa. Có hai ba chỗ luôn kìa. Siros này, Siros đằng kia nữa. Nè mà chết đi luôn nè. Rồi. Ăn Cheerios nè, cái đứa nó mua Cheerios ăn. Mình mua Cheerios ăn mọi người. 5 euro là được 12 cái Cheerios. Bây giờ mình sẽ đi lại mình mua thử cái bánh này. Tại nãy thấy nó làm cái bánh này ngộ lắm. Thấy nó ngon lắm. Nè cái bánh này nè mọi người. Không biết nó tên là cái gì. Nó kêu là Kutos gì á. Kutos gì nè. Cái bánh này nè, ngọt lắm mà mình muốn mua thử. Không có để giá tiền gì hết à. Nhưng mà muốn gút tê thử này thấy lạ đó. Dưới mình đâu có này đâu. Tụi gì? Algeri hả? Cái bánh này là của nó tên là Kutos gì á mọi người. Lạ. Dân thấy lạ là ở dưới mình không có bánh này nên thành ra dân với nô mua thử. Bánh họ làm như thế này đâu. Giống như là kiểu là ấy cái bột xong rồi cái nướng sướng vậy đó. Này, cái bánh của tụi dân nè mọi người. Mình ăn cái Gouda de Coco nha. Là cái rắp bê dừa đó mọi người, để coi thử cái này ra sao. Thì miếng bột, tôi thấy nó miếng bột nó quắn quắn lại mà không biết sao mà thấy lạ lạ. Merci. Nóng quá. Đây mọi người ơi, cái bánh nó vậy nè. Đây một cái miếng bánh vậy là 5 đồng nè mọi người. 5 euro. Lạ lắm, đây ăn thử coi. Nóng quá con. Chắc về đi đi bây giờ nha. Nó xé vậy đó. Từ từ nóng đó con. Ở gì? Đi đi con. Đi bên đó đi. Mà chắc đi bên đó cũng vậy hả? Mà đi đi. Ngon. Ngon chứ. Ngon. À. À cái này là cái chỗ cho em bé chơi. À này là bán đồ chơi. Bắt chuyện giờ đi Barcelona nè. Đi.
coi. Se chiama Fiona Pulita. Rồi, không có Bateno mấy cậu sống văn rồi mọi người ơi. Mình đi vô trong cái chợ đó, mình quay chút xíu rồi cho mọi người xem vậy. Bây giờ mình đi về Cam. Ừ thì đó, đi bên kia cái chỗ mà chữ I love gì đó. Ôi, coi cái đường đi bộ kìa đã. Nhưng mà tụi này nó đâu có thích đâu. Chứ em thích đi dạo dạo chứ. Tối nó đẹp quá trời. Bắt đầu thành phố lên đèn rồi nè mọi người. Phố lên đèn rồi là đẹp rồi. Cái chỗ nhà dân đó, nó không có Bacchino, cái nó không chịu ở lại nữa. Giờ nó không chịu ở lại nữa, mình đi lên Cam mọi người ơi. Sẵn quay cho mọi người xem cái chợ Noel ở Cam luôn. Rồi bây giờ thì theo chân nhà dân nha, theo chân nhà dân đi xuống Cam nha mọi người.